3 tháng. Mới tìm hiểu 3 tháng chưa có hợp nhau đúng không? Cái hai đứa còn trong veo luôn á. Trong veo luôn nè. Thôi mà cái tuổi này trong veo là đúng rồi. Đúng rồi. Đứa 24, đứa 23. Chào cưng. Chào cô. Bây giờ cưng muốn cái người bạn gái của mình phải ra làm sao? Cô muốn một người bạn nữ là về tính cách thì vui vẻ, hòa đồng, có một chút hài hước, là một người nhanh nhẹn, tháo vát, biết chăm lo cho gia đình, biết nấu ăn. Tất cả những cái gì mà cưng nói nãy giờ là bạn này có tới 90% những cái điều mà cưng nói rồi. Dạ vậy là quá tốt rồi cô. Còn con sao, con muốn cái người quân nhân của mình phải như thế nào? Dạ, trước tiên là kính trên nhường dưới. Dạ, lịch sự, chân thành, thật thà. Có cần đẹp trai không? Dạ không cần đâu. Có cao cần rồi. Cao to không? Dạ cao, cần cao, 1m67 trở lên là được rồi. Sao nè, giờ mình nói nghe coi mình mét nhiêu nè. Con 1m65, nhưng mà đi giày lên thì chắc cũng lên được 3 phân. Thời điểm này, bây giờ thời buổi này giày độn cả 10 phân, không có lo gì hết trơn á. Dạ. Con mét nhiêu? Dạ con 1m63 ạ. Chiều cao không nói lên chứng vấn đề gì cả. Quan trọng là mình thấp mà nhiều người phải ngước nhìn. Ngước đi. Ngước nhìn đi. Là con. Con thích điều gì ở đàn ông nè? Con không thích sự gia trưởng. Rồi gì nữa? Nói tiếng một, nghĩa là nói trả lời một tiếng á. Dạ. Tôi thấy này, bộ đội á, là có một cái vững chãi ha. Dạ. Bộ đội là kỷ luật, cái này không phải lo rồi. Vấn đề là hai đứa nhìn nhau có thể có một chút gì đó cảm tình với nhau là mình đã có thể tìm hiểu nhau được rồi. Dạ. Bây giờ con đi với ai? Dạ con đi với cậu, với chị và hội bạn thân của con ạ. À, hội bạn thân luôn ha. Bạn thân là ế không? Dạ ế. Ế luôn hả? Trời ơi. Dạ, chào cưng. Rồi em trai giới thiệu về mình đi. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào cưng. Xin chào bạn nữ, xin chào toàn bộ quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trần Nguyên Hoàng, cấp bậc trung úy, chức vụ trung đội trưởng, đơn vị công tác hiện tại là trung đoàn 31, sư đoàn 309, hiện đang đóng quân ở phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Quê quán của tôi thì ở Hà Tĩnh, năm nay 24 tuổi. 24 tuổi hả? Dạ. Trẻ quá trời đất nha. Còn mời nhà gái mình giới thiệu đi. Dạ, xin chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và khán giả trường quay. Rồi, em tên là Nguyễn Huỳnh Xuân Lan, em đến từ Bến Tre, em nay 23 tuổi ạ. Công việc của em thì em vừa làm việc từ Nhật Bản về, hiện tại thì em đang đi học nâng cao tiếng Nhật lên ạ. Ồ vậy đó hả? Dạ. Rồi lý do gì lại thích lấy chồng bộ đội vậy? Một phần là ngưỡng mộ cậu, cậu con ngày xưa là cũng làm trong quân đội. Ừ. Rồi một phần là ngày xưa con cũng thích học bộ đội nữa nhưng mà không có cơ hội nên thôi. À, vậy dạ. Đó hả? Vậy cuối cùng là cũng phải lấy bộ đội cho bằng được để dạ. Mà gọi là chồng mình phải là bộ đội. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ á, sẵn vậy cho mình nói luôn cái điểm mạnh của mình với điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh của con là biết nấu ăn, hòa đồng, vui vẻ. Và điểm yếu là dễ tin người, dễ quên. Đặc biệt là thích ăn. Con ăn mà mỗi lúc mỗi nơi nên khó giảm cân nên nó điểm yếu của con. Không sao, cùng tim của cô. Vậy là con hợp với cái người kế bên đó con. Tôi tự nói rồi. Bên đây ta tự nói không nghe hả? Rất hợp luôn. Bên đây đàn trai điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của mình thì về tính cách là một người vui vẻ, hòa đồng, thích nói chuyện tiếp xúc với các bạn mới. Mình biết chơi thể thao, mình cũng biết một chút về chơi đàn cũng như là ca hát, một chút về ngoại ngữ và vi tính. Ngoại ngữ hả? Dạ. Nói tiếng gì? Hồi đó mình thích học tiếng Anh. Bên kia biết nói tiếng Anh không? Dạ con biết nói tiếng Nhật thôi. Rồi vậy hai đứa tự nói tự nghe luôn. Thì kệ. Giờ mình đã có mối tình nào chưa nè? Dạ tới giờ thì con chưa có mối tình nào dắt dài cả. Chưa có đúng không? Dạ. Lúc qua Nhật còn nhỏ quá mà đúng không? Dạ. Và chỉ có đi làm mà thôi đúng không? Dạ. Không có thời gian để cho chỉ mình chỉ làm và làm thôi. Em trai có mấy mối tình rồi? Đối với con thì chưa có mối tình nào gọi là chính thức. Con chỉ có quen và tìm hiểu thôi. Tìm hiểu được mấy tháng? Dạ tìm hiểu được khoảng 3 tháng. Mới tìm hiểu 3 tháng chưa có hợp nhau đúng không? Cái hai đứa còn trong veo luôn á. Trong veo luôn nè. Thôi mà cái tuổi này trong veo là đúng rồi. Đúng rồi. Đứa 24, đứa 23. Chào cưng. Chào cô. Bây giờ cưng muốn cái người bạn gái của mình phải ra làm sao? Con muốn một người bạn nữ là về tính cách thì vui vẻ, hòa đồng, có một chút hài hước, là một người nhanh nhẹn, tháo vát, biết chăm lo cho gia đình, biết nấu ăn. Tất cả những cái gì mà cưng nói nãy giờ là bạn này có tới 90% những cái điều mà cưng nói rồi. Dạ vậy là quá tốt rồi cô. Còn con sao, con muốn cái người quân nhân của mình phải như thế nào? Dạ trước tiên là kính trên nhường dưới. Dạ lịch sự, chân thành, thật thà. Có cần đẹp trai không? Dạ không cần đâu. Có cao cần rồi. Cao to không? Dạ cao, cần cao, 1m67 trở lên là được rồi. Sao nè, giờ mình nói nghe coi mình mét nhiêu nè.
con 1m65 nhưng mà đi giày lên thì chắc cũng lên được 3 phân. Thời điểm này bây giờ thời buổi này giày độn cả 10 phân không có lo gì hết trơn á. Dạ. Con mét nhiêu? Dạ con 1m63 ạ. Chiều cao không nói lên chứ vấn đề gì cả. Quan trọng là mình thấp mà nhiều người phải ngước nhìn. Ngước đi. Dạ. Ngước nhìn. Rồi là con. Con thích điều gì ở đàn ông nè? À, con không thích sự gia trưởng. Rồi gì nữa? Nói tiếng một, nghĩa là nói trả lời một tiếng á. À, dạ. Tôi thấy nè, bộ đội á, là có một cái vững chãi ha. Dạ. Bộ đội là kỷ luật, cái dạ. này không phải lo rồi. Vấn đề là hai đứa nhìn nhau có thể có một chút gì đó cảm tình với nhau là mình đã có thể tìm hiểu nhau được rồi. Dạ. Bây giờ con đi với ai? Dạ, con đi với cậu, với chị và hội bạn thân của con ạ. À, hội bạn thân luôn ha. Bạn thân là ế không? Dạ, ế. Ế luôn hả? Trời ơi. Dạ, xin mời cậu ạ. Xin chào nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Dạ. Xin chào nghệ sĩ Quyền Linh. Hôm nay với cái tuổi 83, lần đầu tiên đến chương trình này, thì tôi thấy hai mít đã xây dựng cho cái đôi bạn trẻ có nhiều cái cặp vợ chồng rất là ấm cúng. Yeah. Mà qua chương trình cái quyền yêu thương và bấm chuông hay không là do trái tim rung động của hai cháu. Yeah. Và cái quyền hạnh phúc sau này cũng là do hai cháu, vì tôi cũng là một cái cụ quân nhân cho nên là cháu tôi nó cũng muốn lấy chồng là quân nhân. Thì hôm nay chúc cho hai cháu và chúc cho cái mối tình này được trọn vẹn, sẽ là thành công sau này. Chẳng những ngày hôm nay mà sau này các cháu muốn hẹn hò gì không cần đi xa, từ Biên Hòa xuống phường 2 Tân Bình thì gặp cháu tôi, hoặc là thỉnh thoảng về miền Tây ăn trái dừa uống nước dừa xiêm cũng nhớ lại. Xin mừng chào khán giả. Hay quá. Trời ơi, cậu 83 tuổi tới tuổi đó con không biết còn đứng đây được không. Con ơi, con đi với ai vậy ạ? Dạ con hôm nay đến tham gia chương trình là có bố mẹ và có cô, có thủ trưởng chính trị của trung đoàn và sư đoàn. Tại gặp bố mẹ trước đi. Dạ, ha. Xin mời nhà trai ạ. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân ạ, và em xin chào anh Quyền Linh ạ, và em xin chào tất cả khán giả trong trường quay ạ. Em xin chào họ nhà gái ạ. Chào bác. Hôm nay em cũng ra vợ chồng em rất là vinh dự và đến đây được gặp chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và tất cả mọi người. Cháu gái đây rất là dễ thương, nhanh nhẹn, hoạt bát và hòa đồng ạ. Cũng rất muốn là mong hai cháu tìm hiểu và đến với nhau được là điều rất tốt ạ. Dạ, em xin hết ạ. Cảm ơn. Rồi, mời thủ trưởng ạ. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân cùng toàn thể các bạn trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Trọng Khánh, Phó Chính ủy Trung đoàn, là thủ trưởng của em Hoàng. Qua cái quá trình học tập công tác của đồng chí Hoàng thì đồng chí Hoàng là một con người rất là tốt, tính tình là hòa đồng và là một cán bộ đoàn rất là sông sáo, biết cả hát rồi biết cả đàn. Thì qua cái chương trình này cũng rất mong là hai em tiến tới là hẹn hò và có một cái cuộc sống là tốt đẹp. Thay mặt cho chị đơn vị xin cảm ơn chương trình và chúc hai em là hạnh phúc. Xin hết. Cảm ơn thủ trưởng. Thấy đường tương lai bên nhà gái tôi rộng mở quá rồi. Thấy thủ trưởng coi như là ta cũng xây nhà riêng công vụ luôn. Yeah, thôi mở rào đi. Mở rào. Rồi. Đến với chương trình ngày hôm nay thì mình cũng có một chú gấu bông nhỏ nhắn xinh xắn tặng cho bạn nữ. Thì cũng mong là trong mọi cái hoàn cảnh của cuộc sống thì mỗi khi bạn có chuyện gì hoặc là bạn có niềm vui, bạn nhìn tới con bông sẽ nhớ tới mình. Yeah. Và có một bức thư mình viết vội ngày hôm qua thì cũng tặng cho bạn, thì mong bạn có thể đọc nó trong chương trình hôm nay. Cảm ơn bạn. Gửi em, người con gái mà anh trong ngày hôm nay. Em có biết rằng anh đã rất hồi hộp và mong chờ được gặp em. Anh không biết là em có giống như anh lúc này không, ngồi viết mà không biết phải viết nên những điều gì. Anh tự hỏi mình là em cao hay thấp, làm công việc nào, tính cách ra sao. Nhưng em à, anh tin rằng anh sẽ gặp được người con gái thật sự phù hợp với anh, thật sự hiểu và sẵn sàng chia sẻ cùng anh những thử thách, khó khăn trong tương lai. Bằng tất cả những tình cảm chân thành nhất, anh cũng mong rằng chúng ta sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu, để thông cảm và chia sẻ cho nhau. Và mong cho chúng ta sớm ở bên nhau em nhé. Trần Nguyên Hoàng. Trời ơi. Cảm ơn rất nhiều. Em cũng có món quà tặng anh. Anh có thể mở ra. Mở ra đi cưng. Rất là đẹp. Cảm ơn bạn. Dạ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Dạ, cái bút này là công an ở bên Nhật về. Còn này là cũng như Nhật, nó thể hiện lúc nào cũng có em bên cạnh. Rồi, trời ơi, lãng mạn quá. Dạ, còn miếng giấy gì nữa là cái gì? Dạ, cái đó bài hát. Con hát bài Người Tình Mùa Đông bằng tiếng Nhật. Kuchi wo kiku no ga
umaku narimashita donna yusireta hito ni demo kochi wo kiku no ga umaku narimashita ruzu hiku tabi ni wakarimasu ano hito o ikakete kono machi e chuita koro wa mada ruzu dawanagi to chuzu zakura ano hito o ikakete kurikaesu hito chigai ichuka naki narete. Bây giờ bạn trai tặng lại bạn gái một bài hát kia nào. Đúng rồi, đó mình vừa đờn vừa hát đúng không? Thì ngồi đi. Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương? Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương? Nắm em thật lâu, con tim anh yếu mềm, muốn hôn nhẹ mái tóc, bờ môi em anh mơ. Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh. Bao ngày qua niềm tin đắng thương xua tan bộn bề nơi anh. Nghiêng đôi hàng mi mong mình anh thẫn thờ. Muốn hôn nhẹ mái tóc, bờ môi em anh mơ. Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh. Gió mai cô tình ca, ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em. Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh. Khép đôi mi thần lâu, quyện mãi bên cạnh nhau, yêu say đắm như ngày đầu. Mùa xuân đến bình yên, cho anh những giấc mơ. Hạ lưu giữa ngày mưa, ngọt ngào nên thơ. Mùa thu lá vàng rơi, đồng sang anh nhớ em. Tình yêu bé nhỏ, xin dân tặng riêng em. Hay quá. Cảm ơn nhiều. Rồi, anh giữ cho. Dễ thương quá à. Hai đứa về đàn hát cho nhau nghe cũng hay rồi. Em học ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Nếu mà trong cái tuần á, em có cái thời gian rảnh là vào lúc nào? Em thường thì em rảnh vào ngày Chủ nhật. Từ sáng đến chiều hay là sao? Dạ, từ sáng đến chiều luôn. Có công việc gì chi phối hoặc là sẽ ngang cái ngày nghỉ đó không? Dạ không, không sao. Anh hiện nay thì trong tuần anh sẽ được nghỉ một ngày. Nhưng mà bình thường như hiện nay là anh đang nghỉ ngày Chủ nhật. Dạ. Anh tranh thủ buổi chiều là anh còn đang dạ. học lái xe. Dạ. Nên là mình có thể, nếu mà được thì mình có thể đi vào buổi sáng. Dạ. Anh quan điểm về tình yêu như thế nào? Quan điểm về tình yêu của anh thì tình yêu là phải chân thành. Dạ. Và nó phải xuất phát từ cả hai phía thì mới dạ. tạo nên được hạnh phúc. Anh biết nhậu không? Nhậu thì được nhưng mà anh không nhậu được nhiều. Dạ. Anh có hút thuốc không anh? Không. Dạ vui được. Hai đứa còn nhỏ tuổi như vậy thì hai đứa định yêu bao lâu thì cưới? Em thì em xác định là khoảng 1 đến 2 năm nếu phù hợp. Thì em thấy như vậy có được hay không? Dạ được. Nên tìm hiểu với nhau đi xong rồi hãy cưới. Quan trọng là anh trai hỏi xem đồng ý đến với chú bộ đội là gặp rất nhiều khó khăn đó. Về thời gian mình sẵn sàng hy sinh cái cá nhân mình đó được hay không? Dạ được ạ. Cái đó vì tổ quốc ạ. Con sẽ có thể chia sẻ được với anh ạ. Dạ. Hay quá. Bạn này lý tưởng rất là rõ ràng. Bây giờ anh và em gặp nhau thì cũng nói chuyện được nhiều rồi thì em thấy anh là người như thế nào? Em thấy anh là người vui tính, hiền thật thà. Anh thấy em sao? Anh thấy em là một người là có ý chí, cũng chịu khó dạ. để học tập và làm các cái công việc mà em yêu thích và cũng có những cái dự định nó cũng khá là rõ ràng trong tương lai. Dạ. Thì anh cũng hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ. Rồi. Hết thời gian. Bây giờ chúng ta để tay mình nút bấm đi các bạn. Đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Nếu đúng, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. 3 2 1, 1. Hết rồi. Thời gian. Tôi nghe hai cái cạch cạch là tôi vui lắm rồi. Rồi, chúc mừng hai bạn. Chúng ta có thể nắm tay nhau được rồi.
Thôi, bây giờ mình xin phép nha. Cậu ơi, con muốn được làm quen với bạn nữ này được không cậu? Được, cậu gặp cậu. Hai đứa đều là tinh khôi hết á, chưa nào có người yêu á. Đây là cái hôm đầu tiên dành cho nhau. Bắt đầu đi trung ý hoàng. Thôi, con xin ra phép thôi má. Dạ, chưa chắc trung nhưng mà. Có gì đâu mà rung. Trung trung hả? Hết trung mới hung. Dạ, được rồi, đã. Đây là quà của Hoàng, những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng giữ lấy, hai đứa đi xem phim nha. Dạ. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc.